kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Trong chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 17 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2017-2018, đánh giá công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã đến dự. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất vụ hè thu năm 2017 và kế hoạch triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2017-2018, báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, đánh giá công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Theo dự báo, tình hình thời tiết vụ đông xuân tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ kéo theo rét đậm, rét hại kéo dài. Chính vì vậy, huyện Tân Lạc đã đưa ra mục tiêu định hướng vụ đông xuân năm 2017-2018, phấn đấu gieo trồng 8.130 ha, tổng đàn gia súc gia cầm nuôi được 569.100 con, ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản 134 ha, trồng rừng sau khai thác 400 ha, trồng cây phân tán 60.000 cây. Đồng thời, tập trung và triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, tập trung gieo cấy trà lúa xuân muộn, đẩy mạnh phòng bệnh cho cây lúa thông qua việc cày, vùi, cốc dạ ngay sau khi thu hoạch, gieo mạ tập trung phủ 100%, xử lý hạt giống bằng thuốc bảo vệ thực vật đặc trị. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn huyện có 4 xã về đích đạt 19 trên 19 tiêu chí. Số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí có 6 xã, 7 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí, 6 xã đạt dưới 7 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2018 sẽ có thêm 2 xã về đích nông thôn mới. Nâng tổng số xã đạt 19 trên 19 tiêu chí lên 6 xã. Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, năm 2017, tình hình thiên tai để lại hậu quả rất nặng nề. Toàn huyện có 20 người chết, trong đó 18 người chết do sạt lở đất ở Phú Cường, 1 người bị lũ cuốn trôi ở xã Nam Sơn, 1 người bị sét đánh ở Tuôn Lộ. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính 200 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về cây trồng vật nuôi 39.355 triệu đồng. Thiệt hại về giao thông 8 tỷ đồng. Nhờ chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đã kịp thời triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, sửa chữa, xây dựng nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai. Công tác 4 tại chỗ đã được các địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả. Công tác thông tin dự báo được các phương tiện thông tin đại chúng truyền tải kịp thời đến người dân. Xây dựng khu tái định cư cho 62 hộ dân bị sạt lở ở xã Nam Sơn, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gần 4.990 triệu đồng. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã ra thông báo về việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Tân Lạc, đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Thời gian tổ chức lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 tại sân vận động huyện từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Đại biểu tham dự hội nghị hoàn toàn nhất trí với các báo cáo đã nêu. Bên cạnh đó, cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị về việc quản lý chặt chẽ nguồn thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, kịp thời triển khai hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, khó khăn cho việc triển khai tiêu chí về y tế. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cần tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, cần khảo sát, tư vấn giống lúa cho bà con, đẩy nhanh tiến độ cấy trà lúa sớm, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho cây lúa và cây màu khác. Các địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp phòng và diệt dày. Ủy ban Nhân dân huyện cần báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với Sở Y tế về việc triển khai xây dựng trạm y tế các xã để hoàn thành tiêu chí về y tế. Các ngành của Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo 800 của huyện cần bám sát các địa phương, rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đưa ra các giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai.
Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các địa phương khẩn trương triển khai hỗ trợ làm nhà cho các hộ bị mất nhà do mưa lũ trong tháng 11, đầu tháng 12. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, đồng thời xin tiếp thu và sẽ bổ sung vào các giải pháp. Bên cạnh đó, giao đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách chỉ đạo phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông khuyến lâm, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm thú y tiến hành giao ban định kỳ, cử khuyến nông viên, thú y viên thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, báo cáo tình hình dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Sau hội nghị này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả khả năng phát sinh gây hại lùn sọc đen, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, đề nghị chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hỗ trợ trong việc chuẩn đoán phòng trừ bệnh, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ những kiến thức về phát hiện xử lý bệnh lùn sọc đen, rà soát kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các địa phương, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới đến bà con nhân dân, huy động lực lượng doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh, của huyện đã khen thưởng đột xuất cho các tổ chức đảng, đảng viên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất đá tại xóm Khanh, xã Phú Cường. Ngày 19 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Khến đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường Trung học cơ sở Kim Đồng và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Thị Tự, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến dự chúc mừng. Trường Trung học cơ sở Kim Đồng được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1997 trên cơ sở sáp nhập hai trường, trường chuyên Văn Toán huyện và trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Khến. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của ngành giáo dục và đào tạo huyện, trường Trung học cơ sở Kim Đồng đã đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương trong mỗi thời kỳ. Năm 2016, trường Trung học cơ sở Kim Đồng được chuyển từ khu 3 về khu 7 thị trấn Mường Khến. Về tiếp quản cơ sở trung tâm giáo dục thường xuyên đã sáp nhập, có tổng diện tích trên 10.850 m² với 3 dãy nhà 2 tầng. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ nhà giáo có chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, luôn mạnh dạn tiên phong trong đổi mới chương trình, cập nhật các phương pháp giáo dục hiện đại. Nhờ vậy, 20 năm qua, trường Trung học cơ sở Kim Đồng luôn là điểm sáng trong giáo dục, thực sự là môi trường học tập lý tưởng giúp các em học sinh phát huy được tài năng và sức sáng tạo. Chất lượng giáo dục của nhà trường đã được khẳng định liên tục nhiều năm liền, nhà trường có học sinh giỏi các cấp, học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên của tỉnh và các trường chuyên uy tín ở Hà Nội. Tỷ lệ chuyển lớp và tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt 99,5% đến 100%. Về chất lượng mũi nhọn, 20 năm qua, trường có 29 em đạt học sinh giỏi quốc gia, 752 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 2.825 em học sinh giỏi cấp huyện và 1.788 em học sinh giỏi toàn diện. Ghi nhận những thành tích của nhà trường năm học 2006-2007, trường Trung học cơ sở Kim Đồng vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 3 năm học 2016-2017. Nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường duy trì đạt chuẩn quốc gia, tặng cờ xuất sắc. Năm 2017, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao huân chương lao động hạng nhì cho tập thể lãnh đạo của nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng các thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ghi nhận những nỗ lực và thành quả mà thầy và trò trường Trung học cơ sở Kim Đồng đã đạt được trong suốt 20 năm qua. Đồng chí mong muốn trường tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được để đưa phong trào dạy và học của nhà trường đi lên, xứng đáng là lá cờ đầu của giáo dục bậc trung học cơ sở huyện Tân Lạc nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung và xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Khến đã khen thưởng cho 12 cá nhân và 2 tập thể đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị trấn Mường Khến. Tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí đại diện các cơ quan, ban ngành trong huyện, các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã đến dự chúc mừng. Tại buổi lễ, các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh đã ôn lại truyền thống Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cùng chặng đường xây dựng và phát triển của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện đã có những bước đi vững chắc và trưởng thành. Các thế hệ cán bộ, giáo viên
và học sinh luôn đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và lên lớp chiếm tỷ lệ cao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trung tâm những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành sự nghiệp chồng người, mỗi thầy cô giáo phải tự hào với nghề, ý thức được vai trò nêu gương, trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng thời, không ngừng học tập, rèn luyện, cập nhật tri thức, phương pháp để nâng cao tay nghề, luôn giữ tâm sáng, chí bền, đóng góp vì sự phát triển chung của huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày 20 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm. Năm học 2017-2018, Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc có trên 700 em học sinh với 21 lớp và 56 cán bộ giáo viên quản lý. Để chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thầy và trò nhà trường đã phát động chương trình thi đua với chủ đề Thi đua dạy tốt, học tập tốt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Về lĩnh vực giảng dạy, các thầy cô giáo đã ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng của mình, thông qua những hình ảnh sinh động và phát huy tính sáng tạo, tự chủ của học sinh. Học sinh của nhà trường thường xuyên duy trì tốt về sĩ số trong các tiết học và sinh hoạt tập thể. 100% giờ học được xếp loại tốt, 100% điểm kiểm tra đạt từ trung bình trở lên. Không có hiện tượng vi phạm kỷ luật trong và ngoài giờ học. Đoàn trường đã phát động phong trào thi đua học tập tốt giữa các chi đoàn để giành nhiều điểm tốt, dâng lên thầy cô. Đoàn trường còn tổ chức cho các học sinh tham gia thi đấu bóng chuyền giữa các khối, tạo tinh thần sảng khoái, gắn kết các em trong một môi trường thân thiện. Tại buổi lễ, tập thể lớp và 6 giáo viên, 10 học sinh có thành tích cao trong việc giảng dạy và học tập của đợt thi đua đã được biểu dương và khen thưởng. Sáng ngày 18 tháng 11, đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã đến dự và chung vui với ngày hội và khánh thành nhà văn hóa của bà con nhân dân khu dân cư xóm Lạ, xã Đình Giáo. Xóm Lạ có 84 hộ và 375 nhân khẩu. Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được đông đảo nhân dân trên địa bàn hưởng ứng. Người dân trong xóm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây con mới vào thâm canh, năng suất cao. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu dân cư. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu trên một người trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,83%. Xóm không có trẻ thất học, không có người sinh con thứ ba trở lên. 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch hợp vệ sinh. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên. 86% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Nhân dịp này, xóm đã tổ chức khánh thành nhà văn hóa xóm. Công trình có tổng diện tích 250m², kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng. Ngoài nguồn kinh phí được cấp trên hỗ trợ, xóm huy động nhân dân đóng góp tiền và ngày công xây dựng nhà văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã chúc mừng những thành tích mà xóm đạt được trong năm qua. Đồng thời khẳng định, tinh thần đoàn kết của nhân dân, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở chính là sức mạnh làm nên những thành công ấy. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân trong xóm sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái và áp dụng những mô hình cụ thể, thiết thực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Chiều ngày 19 tháng 11, khu 6 thị trấn Mường Kến tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong năm 2017, bà con nhân dân khu 6 luôn đoàn kết, thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt các cuộc vận động, chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Điểm nổi bật trong việc thực hiện các phong trào thi đua đó là bà con trong xóm tích cực hưởng ứng phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động nhân dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao theo tấm gương của Bác Hồ, quan tâm công tác chăm sóc trẻ, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gây quỹ ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt, đoàn kết dân chủ kỷ cương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng chính trị vững mạnh. Kết quả trong năm có 95% số hộ đạt gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được cấp sách tới trường, 92% tham gia bảo hiểm y tế, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một người trên một năm. Vận động quyên góp xây dựng các loại quỹ được trên 45 triệu đồng và quyên góp được trên
11.300.000 ủng hộ nhân dân xóm Khanh, xã Phú Cường và đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt xa đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói sương, mong sao cơn mưa gió vô tình không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi, còn lại mẹ đất nước nay vẫn còn, còn có những đứa con dù đi xa muôn phương nhưng vẫn nhớ mẹ. Đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng non, ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm, cho con hôn lên đôi mắt mỏi mòn, cho con xem lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người, người mẹ của tôi. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm, cho con hôn lên đôi mắt mỏi mòn, cho con xem lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người, người mẹ của tôi. Xin cảm ơn người, người mẹ của cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.